第167 thiên, ngày 167. Hay nghe phải nhắc lại cách nói. Đây là phố người Hoa, em nghe nói qua chưa? 这是华人街，你听说过了没有？这是华人街，你听说过了没有？这是华人街，你听说过了没有？这是华人街，你听说过了没有？Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Giúp đỡ lẫn nhau. 互相帮助. Chưa cài đặt. 没有安装. Nhận được lời mời kết bạn chưa? 收到好友申请了没有？thực đơn, 菜单, 态度服务, 服务态度, trà xanh và cappuccino, 绿茶和卡布奇诺. Thôi, còn rất no. 算了，还很饱。ngại quá, 不好意思。 lúc nào về lúc đó đi, 什么时候回来什么时候去。 sớm đã quen rồi, 早就习惯了。 khó trách, chẳng trách, 难怪。từ ngữ chuyên ngành, 专业词语 là quy định, 是规定。chưa kịp quét dọn, 没来得及打扫收拾。lần nữa cảm ơn bạn, 再次谢谢你。nhanh lên chút, 快点儿。tối nay ăn lẩu, 今晚吃火锅。thời tiết mát mẻ, 天气凉快。mua xong đồ trước, 先买完东西。sau đó đi, 然后去。phố người Hoa, 华人街。